Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Windows 90 độ nhẹ nhàng với bộ tem phong cách samurai của Nhật Bản. Kể từ khi được ra mắt trong phân khúc 150cc, Honda Windows 90 đã được rất nhiều anh em biker cho đời rất bản độ khác nhau. Và dưới đây là một chiếc Windows 90 độ với những món đồ chơi là khá thông dụng, nhưng được phối màu hài hòa kèm với bộ tem phong cách samurai của Nhật Bản để hiện được cá tính riêng của chủ xe. Winner độ nhẹ nhàng với bộ tem phong cách samurai Nhật Bản. Phần đầu chế độ được chủ nhân thay thế bằng những đồ chơi như cụm ba thắng, Racing Boy, bình dầu rời cho cảm giác là bóp thắng an toàn hơn, thẩm mỹ hơn. Bên cạnh đó là tay con CRC Fordim, xám Titan, giúp bóp con vào số mượt mà hơn. Kính Kurisuma Elite và Kurisuma tròn, cái màu vàng làm điểm nhấn tăng thêm cái sự đẹp trai cho chiếc xe. Taycan CRZ Fordim xám Titan. Cái bảng trước được làm bằng chất liệu Titan, mang phong cách của chiếc Supra GTR 110 của Malay, một tên gọi khác của Winner 110 Việt Nam, sản xuất của thị trường Malay. Cái cụm thắng Racing Boy kèm bình dầu rời thay phong cách của mô tô. Cái tem logo chén cánh chim Honda cũng được làm bằng chất liệu Titan, khọt cái màu bắt mắt khiến chiếc xe nó bật hơn. Cái phần bên phải của thân xe được chủ nhân lên ý tưởng và phát cho mình một bộ tem phong cách samurai với cái chất liệu được ghép tỉ mỉ từ chất liệu rơm. Đi kèm với đó là cái bộ phận ống xả được lấy từ chiếc Suzuki Raider 150Fi làm mưa làm gió ở thị trường ở nước ta. Ống xả Raider 150Fi của nhà Suzuki có tiếng vô xe trầm ấm. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm cái phát tăng nhôm, cái nẹp cốp gấp bằng titan. Có thể đã dễ dàng nhận ra cặp mâm đã được sơn phối hai màu đen bạc, giúp cho tổng thể chiếc xe thể thao hơn nhưng vẫn gọn gàng, kèm theo chi dầu SBS và ốc bắt heo dầu xi vàng. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm cái cản sau HRB và cái thùng giữa chính hãng CV tiện ích, giúp cho chủ nhân có thể cột thêm những nhiều đồ với những chuyến đi vượt xa nhà. Bên trái thân xe được khoác lên mình cái bộ tem con của Nhật Bản, bình dầu Rizuma dạng quả trứng, kèm theo đó là phát keo CNC nhôm và dây dầu trong suốt. Cái số rẫy của CBR 210 cho xe thêm phần gọn gàng, thể thao và cá tính hơn. Nắp qua lăng mâm lửa bằng inox đi kèm thêm cái sên vàng đi nhôm sên đĩa nhôm 7075. Ống nước thể thao Samco Sport. Qua lăng mâm lửa tiện ích inox CNC. Tổng thể chiếc xe. Hy vọng sau khi xem xong cái bức ảnh của chiếc Winner 110 độ này, các bạn có thể tìm được nhiều ý tưởng để hoàn thiện được con chiến mã của mình ngày càng đẹp hơn và thể thao hơn. Vẻ đẹp kiêu kỳ của dàn đồ chơi CNC trên chiếc Isuzu 110. Yamaha Isuzu 110 đang là mẫu xe con tay Unibon thể thao hot nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Và để tạo nên một chiếc phong cách khác biệt của chiếc xe yêu, mới đây một biker Sài Gòn đã có màn lột xác ấn tượng cho con chiến mã của mình, khi chiếc xe Exeter dường như đã trở nên thành một diện mạo hoàn toàn mới, tạo cái sự khác biệt với dàn đầu chế độ bằng các món đồ chơi mang những cái màu sắc cơ bản như tay thắng Racing Boy, kính gù CRZ, mặt nạ được trang bị thêm cái một LED L4 chở sáng, cái cụm đèn mắt cú ấn tượng với cái đa màu sắc trong khi mở lên vào ban đêm. Nhìn xuống đến dàn chân cho ta cái nhìn hầm hố hơn khi chủ xe đã khéo léo trang bị cho em nó cặp mâm ASO. Ngoài ra còn có điểm nhấn nhỏ với cái màu đỏ yêu thương bình dầu Isma. Không chỉ thế, xe còn được trang bị thêm cái mang cá CC, số rẫy Spark Power. Điểm mà mình thích nhất ở đây chính là cái phần vỏ sau size 140/70/17 to lớn đầy gợi cảm. Cảm ơn bạn đã dẫn này tiếp, nhớ like, share, subscribe.